Hôm nay thì bên mình nhận được một cái câu hỏi của khách hàng, thì mình nghĩ rằng là cũng rất nhiều bạn cũng sẽ thắc mắc về vấn đề này, nên là mình làm cái clip để chia sẻ cái câu chuyện này. Thứ nhất là khách hàng hỏi rằng là hiện tại bây giờ khách hàng đang bán hàng và có 10k, tức là 10.000 khách hàng, tức là cái khách hàng này đang là giống kiểu là họ bán hàng trên Facebook hoặc là bán hàng qua website gì đó, thì họ nói chung là họ đang kinh doanh online mà họ có một lượng khách hàng của họ là 10.000 khách hàng. Bây giờ họ muốn rằng là lâu lâu có chương trình khuyến mãi, họ gửi xuống thông tin xuống cho những người khách hàng đó, thì làm sao để họ gửi, tại vì rằng là đây các bạn thấy cái đoạn chat này, các bạn thấy không? Thì họ nói rằng là ở trên cái máy điện thoại họ này, trên máy điện thoại của những người này là họ thấy rằng là có những tin, ví dụ là tin của Điện Máy Xanh gửi xuống này. Thì các bạn thấy là trên cái smartphone của mình ấy, máy Android hoặc là máy iPhone, iPad hoặc là mấy cái máy tính bảng nào cũng vậy, thường là nó có cái dạng tin nhắn gọi là notification, là cái tin đấy nó gửi xuống hoặc nó cứ hiện lên, nó mở cái dòng nhỏ, nó ping cái mở nó pop up lên, hoặc là nó chạy ở bên trên cái màn hình của nó báo cho các bạn biết là có tin nhắn mới. Cái đấy là notification. Thì những cái tin này họ gửi xuống, thì để mà nhận được những cái tin này á, thì là chắc chắn là trên cái máy nó phải có app để nó nhận, chứ không phải tự nhiên mà nhận được những cái tin này đâu. Thì mình cũng chia sẻ luôn là tại sao khách hàng lại đặt cái câu hỏi như này, và mình nghĩ rằng rất nhiều người cũng đang quan tâm đến vấn đề này, là có một lượng khách hàng trong tay như vậy và muốn gửi tin xuống cho những khách hàng đó thì sao. Thì trước đây á, thường là dùng qua tin nhắn điện thoại hoặc là gọi là SMS đó. Thì SMS thì có nhiều cách, ví dụ là trước đây một số đơn vị là họ mua những cái mô đun SMS về, họ gửi gắn SIM vào, gửi mua SIM khuyến mãi về gửi. Cái loại đấy thì sau này bị hạn chế rất nhiều và bị phạm luật và bị hạn chế. Cái thứ hai là có thể là mua cái máy điện thoại về, nhất là máy Android bây giờ rất là rẻ, mua về và cài cái app vào rồi định kỳ là quét lên server để lấy dữ liệu về để gửi cho khách hàng, ví dụ là gửi chúc mừng sinh nhật, gửi chương trình khuyến mãi hoặc là có hàng mới về thì gửi thông báo cho khách hàng biết. Cách thứ ba là cái cách mà hay dùng nhất, đó là phải thuê đơn vị dịch vụ mà gọi là CV, các đơn vị cung cấp SMS gateway. Những đơn vị này thì họ có đăng ký với nhà mạng và họ có tổng đài để gửi gửi thì tất nhiên là trên đấy nó có hai kênh gửi, là gửi qua đầu số hay là gửi qua brand name. Thì đầu số và brand name là cái gì thì các bạn search Google bạn sẽ biết. Mình giải thích sơ qua là đầu số là gì, là nó là một cái số tổng đài, nó giống như là một số điện thoại bạn, và khi bạn nhận được cái tin thì nó hiện luôn cái số đấy là cái số tổng đài. Còn brand name và một là một cái tên thương hiệu, bạn có thể đặt tên bất kỳ tên gì vậy, nhưng bạn phải đăng ký trước là họ setup và bạn có thể dùng cái tên đó bạn gửi xuống, là khi mà người người dùng user end user họ nhận được cái tin nhắn nó thì nó là hiện trên đấy là cái tên thương hiệu chứ không phải là cái số, mà bạn sẽ không trả lời được cái tin nhắn đấy, là brand name nó chỉ gửi được một chiều xuống thôi, bạn không trả lời được brand name, tại vì là bạn trả lời lại thì nó không biết đâu mà trả lời hết, không biết ai để nhận cái tin đấy hết. Thì đấy là cái cách truyền thống trước giờ đang sử dụng để mà gửi các chương trình khuyến mãi đến cho khách hàng. Nhưng mà sau này do mạng xã hội phát triển, do các kênh OTT, ví dụ như Zalo, Viber thì nó phát triển lên, thì mọi người bắt đầu mới dần dần bỏ dần cái cách gửi qua SMS, tại vì là gửi qua SMS phải tốn phí. Tất nhiên là nếu mà bạn thuê đầu số hoặc thuê brand name thì cái phí nó sẽ rẻ hơn là bạn gửi một tin thông thường, nhưng mà tốn phí. Còn gửi qua các kênh OTT hoặc qua mạng xã hội thì miễn phí, tại vì bạn chỉ cần kết nối wifi này kia là có thể gửi xuống được. Nhưng mà để mà khách hàng nhận được những cái tin bạn gửi ấy, thì chắc chắn là trên máy khách hàng phải cài một cái ứng dụng nhé, chứ không tự nhiên mà các bạn gửi xuống được cho sao đâu. Thì ví dụ như là khách hàng này, các bạn thấy là họ họ nhận được cái tin của Điện Máy Xanh, và bên mình có hỏi là
trên trên máy của bạn chắc là bạn đang cài ứng dụng nào đó để có tin này đúng không? Thì khách hàng đó là lâu chưa hề cài app của máy xanh, điện máy xanh, nhưng mà họ lại nhận được cái tin quảng cáo của điện máy xanh. Thì nó như thế này, không nhất thiết là cái app đấy là cái app của chính cái nội dung tin này quảng cáo ở đâu. Tại vì là cái notification này thì cái nội dung nó là do cái người gửi quyết định nội dung đó. Hoặc là họ có thể cho thuê cái app đấy cho cái đơn vị quảng cáo, đơn vị thứ ba họ gửi tin xuống để quảng cáo, chứ không không nhất thiết rằng là cái notify đấy có app nào thì họ mới gửi nội dung app đó, không phải đâu nhé các bạn. Có thể là gửi tin đó mà có nhiều người truy cập, nhiều cái sử dụng đó, thì có thể họ sẽ bán cái phần notify cho một đơn vị quảng cáo nào đó, hoặc trực tiếp họ thực hiện các đơn hàng quảng cáo, các tin quảng cáo, chứ không phải là app nào thì gửi tin vào app đó. Cái thứ hai nữa là các bạn phải chú ý rằng là bây giờ ở trên thị trường rất nhiều cái máy, nhất là cái máy điện thoại Android giá rẻ, cái máy tầm 5 6 triệu trở xuống là thường là bị một trường hợp là trong cái hệ điều hành á, các bạn chú ý rằng là cái máy điện thoại smartphone nó cũng làm cái máy nó phần cứng thôi, còn tất cả mọi thứ kể cả hệ điều hành nó là phần mềm. Nó giống như cái máy tính của bạn ấy, thì khi các bạn mua về và các bạn phải cài phần mềm Windows hoặc Linux và các bạn mới xài được. Thì cái máy điện thoại cũng vậy, cái máy tính bảng cũng vậy, nó chỉ là phần cứng thôi, còn về thì bắt đầu phải họ tất nhiên họ với smartphone thì họ cài đặt sẵn hệ điều hành cho các bạn rồi, ví dụ như là iPhone, iPad thì cài sẵn iOS rồi, máy Android cũng cài sẵn hệ điều hành Android. Nhưng mà có cái điểm khác là với iPhone, iPad ấy, của Apple thì hệ điều hành họ có chính họ phát triển và họ quản lý, tức là họ cài trong cái hệ điều hành trong nó rất là chuẩn. Còn đối với máy Android á, các bạn chú ý là máy Android thì cái hệ điều hành Android là hệ điều hành mã nguồn mở, thì tất cả các nhà sản xuất máy điện thoại á, nhất là các hãng sản xuất của Trung Quốc, họ lấy cái hệ điều hành đó về và họ sửa lại thành cái hệ điều hành mới. Tất nhiên là trên nó vẫn là mã Android nhưng họ sửa lại phần mới và họ cài thêm một số cái phần mềm khác vào cái hệ điều hành đấy. Nhưng mà về mặt người dùng ấy, ví dụ là bạn mua cái máy đó về thì bạn sẽ không nhìn thấy những phần mềm kia, tại vì là trên cái máy Android nó còn một cái quyền là quyền quản lý cấp cao super, là thường là các bạn gõ lên Google, bạn rốt máy ấy, thì để mà được cái quyền đó là các bạn phải rốt cái máy đi, mà khi mà rốt cái máy đi thì các bạn không bất chế độ bảo hành. À, thì khi bạn vào cái quyền super đó, super admin đó thì các bạn mới thấy được những cái ứng dụng kia, mặc dù là hàng ngày nó vẫn chạy đấy nhưng các bạn không thấy, các bạn không hề thấy được những ứng dụng nó chạy, và các bạn cứ thấy là sao máy tốn pin như vậy, hoặc là sao có những cái tin nhắn quảng cáo này về mà không thấy, mình không có cài ứng dụng nào sao nó về. Thì các bạn chú ý rằng là trong cái hệ điều hành đó họ đã cài sẵn những cái phần mềm quảng cáo đó đấy rồi đó. Chứ không phải là tự nhiên mà máy nhận được tin đâu, chắc chắn trong máy đó nó phải có ứng dụng nhận được cái tin thì đó cái tin nó mới về máy của bạn được. Thì các bạn muốn lưu ý rằng các bạn mua máy giá rẻ rất nhiều rủi ro, nhất là rủi ro hệ điều hành, hai nữa là họ cài cắm những cái phần mềm quảng cáo đấy, thứ ba nữa là có thể những phần mềm thu thập dữ liệu, ví dụ bạn đăng nhập vào Facebook, bạn làm gì trên Facebook, trên Zalo này kia là họ thu thập dữ liệu gửi về server hết và họ bán dữ liệu của bạn. Thứ ba nữa là một số trường hợp mà máy giá rẻ nữa thì họ cài những phần mềm nhắn tin tự động nó nhắn tin vào đầu số 15 20 ngàn này đó, nhắn lâu lâu bạn sao không làm gì, sao tài khoản này mất tiền, là những ứng dụng kia nó tự động nó nhắn tin về tổng đài và họ kiếm lời từ trên đấy. Thế nó không phải máy giá rẻ là tốt đâu. Nên nhớ các bạn, bên mình cũng nói rõ là trên máy bắt buộc phải có cái app. Cái app này nó đóng vai trò là một cái SIM để nó nhận tin, chứ không tự nhiên mà máy có thể nhận được tin đâu. À, rồi đấy là một cái chia sẻ để các bạn hiểu là tại sao mà máy mình có thể tự nhiên không cài cái ứng dụng gì mà nhận được những tin quảng cáo notify xuống. Các bạn phải hiểu về bản chất là muốn nhận được tin hay không, ví dụ là muốn nhận được tin nhắn của ai đó, của bạn bè, thì trước đây nếu mà mình không không dùng Zalo, không dùng Facebook này kia thì mình phải có SIM và có số, họ phải nhắn vào đúng cái số của mình thì mình nhận được. Thì sau này khi mà dùng smartphone nó cũng vậy thôi, bắt buộc rằng là họ muốn ai muốn nhắn tin cho mình á thì họ phải có đúng cái số của mình, cứ đúng cái app đó thì mới nhận được tin. Nếu mà không không có app
thì không thể nào nhận được tin hết. Và cái app lúc này nó sẽ đóng vai trò giống như cái SIM thôi. À, app nó sẽ đóng vai trò giống như SIM. Rồi, đấy là chia sẻ cái thứ hai, tức là hôm nay mình sẽ chia sẻ vấn đề thứ nhất là tại sao trên máy nhận được tin notify, nhận được cái tin nhắn. Cái thứ hai nữa là cái cách để gửi khuyến mãi, gửi cái chương trình khuyến mãi, gửi chúc sinh nhật khách hàng hoặc là những chương trình gì đó cho khách hàng qua những kênh miễn phí thì làm sao để gửi. Thì bạn muốn gửi tên thì bây giờ bạn muốn miễn phí thì bạn phải xây dựng những app thôi. Xây dựng những app hoặc là bạn đi thuê các đơn vị quảng cáo mobile thì họ có sẵn những cái app rồi, có sẵn những cái app mà có lượng người dùng cao rồi thì họ chỉ cần soạn những cái mẫu tin giống như điện máy xanh này vậy thôi. Họ soạn những cái tin và họ gửi xuống cái app đấy, là những người dùng, người nào đang dùng, đang cài cái app đấy thì họ nhận được, hoặc là cái hệ điều hành đó họ đã tích hợp trước rồi thì họ nhận được. Tôi cảm ơn các bạn xem video. Các bạn muốn chú ý rằng là thời gian vừa rồi rất nhiều người bị hack mất tài khoản Facebook, thì mình cũng chưa có số liệu chính xác nhưng mà cũng một phần là do sử dụng những thiết bị giá rẻ, những thiết bị Android giá rẻ nha các bạn. Các bạn làm cái gì là nó cũng gửi hết dữ liệu về server hết, nên là nó hack tài khoản các bạn rất là dễ dàng.